Đây là cái đàn Yamaha G120A. Đàn được sản xuất năm 1973. Thì cái đàn này tình trạng còn rất là đẹp, dù đã 51 tuổi rồi, 51 tuổi rồi nhưng mà tình trạng nó không có nứt bể chỗ nào hết. Nguyên bản của nó là zin nguyên bản luôn, chày xước rất là ít, chày xước thì cũng rất là nhẹ luôn chứ không có mà ăn vô gỗ. Thì cái đàn này là em đang bán là 2.9 triệu, 2.900.000. Em tặng cái bao da bao ship toàn quốc cho anh chị luôn nha. Khóa zin Yamaha của nó thập niên 70 khóa này. Thì anh chị mà có muốn sở hữu sưu tầm cây đàn này thì liên hệ cho em, số điện thoại em có để trên tiêu đề, em ở quận 12. Thì có gì anh chị cứ liên hệ gọi em đến xem trực tiếp hoặc là em ship toàn quốc cho anh chị nha.